Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em có đấu giá về được một ít dây loa hàng đấu giá về. Thì em có đợt này trúng được một cái số dây Mỹ rất là tuyệt vời của hãng Smonter. Thì nếu mà dây Monter này trên thị trường khẳng định quý vị là 10 sợi ngoài hầu như nó nháy gần hết chín rồi. Đó, cho nên là khi mà anh em mà ít có tìm hiểu á, thì anh em rất là dễ mua nhầm. Tại vì những cái sợi monitor em thấy ở ngoài bán sợi nào sợi nấy nó bả lớn gì nè quý vị, bằng ngón tay cái gì nè, mà bán có mấy trăm ngàn một một cặp 5 mét. Quý vị nghĩ có đúng xịn không? 1 triệu tới mấy trăm. Và nếu mà đúng xịn quý vị, 2 triệu chưa mua được ha, đúng xịn. Thì thường là dây Trung Quốc, monitor nó rất nhiều quý vị, Trung Quốc toàn Trung Quốc, vài chục ngàn, trăm ngàn monitor không là của Trung Quốc. Đó, đợt này em đấu giá về được một ít dây này quá chất luôn quý vị, phải nói là quá chất, nó bằng ngón tay út, cái sợi nó thắt rất là to, dây to mềm dẻo. Thì ở đây em sẽ có là 3 mét quý vị. Sợi này 3 mét ha. Sợi này là 3 mét 7 nè. Smonter. Dây xịn sò nha quý vị. Rồi, cái này là 3 mét luôn ha. 3 mét. Đây là 3 mét 2. 3 mét 2 này thì nó cắt sẵn là mỗi vế 1,6 mét rồi. Còn mấy cái này là 3 mét liền hết nè ha. Đó, cái này 3 mét 7. Thì đối với Smonter này, đây quý vị em có tìm hiểu rồi về em đánh luôn. Hầu như dây này là em thấy các shop ít về được quý vị, tại vì đấu giá về giá nó cũng cao. Em có thấy một chỗ 2 năm trước có bán dây giống này ha. Đây, chỗ này. Đó, có bán dây giống của mình. Thì anh em cứ tham khảo ha. Y chang luôn đó quý vị, giống dây của mình ha. Và em cũng có tham khảo mấy trang web ở nước ngoài quý vị. Thì cái dây Smonter thì giá nó cũng rất là cao quý vị, chứ không có rẻ. Đó. Đây. Smonter nè. Cái sợi dây trong ảnh này là dây nhỏ này quý vị, dây nhỏ nè. Này là của eBay nè. Mà tại Mỹ là nó bán đã 1 triệu rồi. Phí ship gì mà giữ gì. Đó, quý vị thấy ha, sợi dây này là dây nhỏ xíu luôn á, còn dây của mình là dây bự. Đó, Smonter. Cái dòng này nói chung là nếu mà quý vị xài những đô la đắt tiền thì sử dụng những cái dây này thì rất là chuẩn nha quý vị. Nói chung là nó sẽ chuẩn hơn quý vị mua những cái sợi dây mà quý vị thấy bự bự mà mua rẻ rẻ 1,5 triệu, 2 triệu ở ngoài thị trường luôn. Chuẩn hơn rất nhiều. Đồng của nó là hầu như là nguyên chất 99,99%. Thì Smonter đem đo cái bề bản của sợi dây cho quý vị xem. 10 13 ly, gần 13 ly đó quý vị ha. Gần 13 ly luôn á, rất là to ha. Thì để em gỡ một cái đầu ra cho quý vị xem mà. Để coi cái đầu nào. Đây. Nguyên một nồi. Cái ruột rất là to nha quý vị. À, quý vị thấy là nó sẽ có khoảng 1 2 3 khoảng 5 6 cái bính, cái nụt nhỏ này, và trong từng cái nụt nhỏ này nó sẽ còn xả ra, nó sẽ còn những cái nụt nhỏ nữa, và ở giữa nó sẽ có một cái sợi dây chịu lực ha, một cái sợi dây chịu lực nó để tránh chúng ta kéo giãn đó. Nhưng mà dây này không kéo giãn nổi đâu, bự chà bá gì sao kéo nổi quý vị, 13 ly mà sao kéo nổi. Rồi thì ba cái này, sợi 3 mét này quý vị, 3 mét này thì có mức giá rất là tốt luôn, em giao lưu giá tốt luôn, bằng nói chung là em bán bằng rẻ hơn rất nhiều, tại vì đợt này em đấu về được hơn cái giá nó quá rẻ, cho nên là em giao lưu đến quý vị. Thường quý vị nếu mà 3 mét thì quý vị mua 1,7 triệu là chưa mua chưa được cái sợi dây này đâu. Dây này mua về lên dắt chơi một cái là đỉnh luôn, tuyệt vời luôn. Rồi, 3 mét này giá 800k nha quý vị, giá 800k thôi, 800k thôi. Đó, đây cũng vậy, 3 mét 800k thôi.
Bên đây thì mỗi vé 1m6 850 nha quý vị. Chỉ có cái này là nó 3m7 thì 1 triệu ha. 3m7 thì quý vị so ra thì được 1m8 mấy một bên rồi. Loa thì nếu mà để gần gần với em gì thì mỗi bên mét cũng được, nó không cần phải nhiều đâu. Đó thì giá của phần monitor ha. Em còn một cái sợi dây rất là độc, đứng chút xíu em giới thiệu mấy cái rìa rìa này trước đi. Và một cái sợi dây model ít gặp của Canada. Model này là 403 quý vị, Canada 403 máy tính ra băng. Cái nó cũng gần bằng cái sợi monitor này nữa quý vị, nhưng mà nó cực kỳ dẻo. Cái sợi này là 2m5. Cái sợi là 2m5 có nghĩa là quý vị cắt ra mỗi vế là được 1m25. 1m25. Thì cái chiều này nó 12 ly nè, 12 ly nè. Gần 12 ly nè quý vị. Đó. Khoảng 12 ly đó. Và cái sợi đồng của nó quý vị, nó mịn như là sợi tóc. Nó mịn như là sợi tóc. Cái này em chưa cắt ra được. Nó mịn như sợi tóc luôn. Cái này 2,5 m quý vị. Sợi này thì 500k ha. Quý vị mấy cái sợi dây này, dây của em là dây xịn nha. Đừng quý vị đừng có so với dây mà trên Shopee, Lazada, dự án nha quý vị. Rồi. Thì dây này thì nếu mà anh em nào mà lên thùng hay làm gì đó để câu trong loa thì quá tuyệt vời rồi, lên loa toàn giấy, loa đồng trục đó. Cần những sợi dây xịn này ha, rất cần. Đây đây một cái sợi nữa nè quý vị. Cái đồng nó em có tước ra sẵn luôn nè, nó mình như là sợi tóc vậy quý vị ha. Và sợi dây này cũng rất là to, rất là to. Dây này thì là của hãng Audio Technica. Audio Technica nha quý vị. Đây, chữ nó đóng nhóc chân nè. Audio Technica ha. Mà Audio Technica ha. Cái này thì mỗi vế nó được 1,5 m. Thì này thì cắt sẵn mỗi vế 1,5 m rồi. Thì sợi này cũng 500k cho quý vị luôn ha. Sợi dây rất to. Dây này ruột rất to quý vị, dây này ruột chắc tầm 3.0 á, mà đồng nó mịn cực kỳ mịn luôn ha, nó như sợi tóc vậy đó. Như sợi tóc vậy đó, nó nhuyễn cực kỳ nhuyễn luôn. Dây của Audio Technica quý vị. Lấy nét hơi khó nhìn nha. OC AT. Rồi. 500k. Rồi ở đây em có lẻ một cái sợi này nè quý vị. Cái sợi này là của Mỹ, 1,5 m. Thì đây quý vị, Wireward Polaris 3 la mã. Thì cái sợi này á, nếu mà một bên mà một vế mà 2,5 m quý vị, em thấy có bán là nó khoảng 7 triệu một cặp này. Nếu mà mỗi vế 2,5 m là 5 m quý vị, là 7 triệu. Siêu ra là 1 m nó khoảng 1 triệu mấy đó quý vị, 1 triệu mấy đó. Nhưng mà cái này cũng chung lô đấu giá bên kia về luôn. Thì thanh em có sợi một mà không biết nó lạc đâu sợi rồi, thì em thanh lý cho quý vị sợi này là 700k. Quý vị có muốn kết nối gì đó kết nối, nhiều khi có một cái loa nào đó cần kết nối đó. 1,5 m ha, 1,5 m. Có hai sẵn hai cái cần cua xịn từ bên kia về luôn đó, bên tay về luôn. Rồi ở đây mình làm mấy cái dây này trước đi ha, còn hai cái đặc biệt này để sau đi. Hai cái dây này tiếp tục là một cái dây của Nhật nữa quý vị ha. Dây này thì 4,6 m, dây này liền 4,6 m chưa cắt ha. 4,6 m này thì 600k đi, anh em nào sử dụng thì hãy giúp em. Đây cái hiệu nó đâu rồi ta, hiệu nó đây, nghe đây, đây tóc kết vậy nè, khó bắt lấy nét quá quý vị. Camera này em lấy nét cho quý vị xem mà khó quá. Đây nó di chuyển ha. Rồi 600k cho sợi dây này. Rồi đây có một cái sợi 9,5 m, thì hai đầu nó là cần cua hết rồi. Dây này thì nó có năm sản xuất luôn nha quý vị, năm 1973 đây nó có luôn nha quý vị, 1973 ha, Yukita của Nhật quý vị. Thì 9,5 m thì quý vị có thể cắt làm được hai bộ.
thì 9 mét rưỡi này thì em giao lưu đến quý vị là 800 ha, 800k thôi. Nói chung dây này xài còn ngon hơn mấy sợi dây quý vị mua bụi bằng kia. Rồi đây thì em sẽ có 4,6 mét dây, 4,6 mét dây, dây này là dây lá lúa, và một đoạn này là 6 mét quý vị. Thì cái dây này là cái loại dây lá lúa, và cái công nghệ chế tạo cái sợi dây này là nó rất đắt tiền, nó giống như thằng nót đót quý vị, nó giống như nót đót đi đó, chất lượng luôn ha. Thì quý vị thấy một trong một cái sợi dây này thì nó sẽ bệnh rất nhiều, nó bệnh rất nhiều, nó thắt bính đó. Anh em hay nói là nó thắt bính đó quý vị nè, nó thắt khoảng 4-5 cái đó. Mà cái độ dày của nó rất là mỏng, nó mỏng tầm quý vị thấy nó mỏng nè quý vị, hai ly rưỡi nè, nó mỏng chỉ 2,5 ly thôi, rất mỏng, đo chính xác chị ta không tới 2,5 ly luôn, rất mỏng quý vị. Và cái bè bè của nó là nó 11 12 á, 11 12 đó, 11 mấy 12 á ha. Đó. Cũng to quý vị. Và quý vị thấy trong cái sợi dây này nó thắt bính là nó rất là nhiều cái lõi đồng, và trong mỗi cái bính đó chúng ta xả ra rất nhiều cái lõi đồng mịn nữa quý vị. Đó, cái dây này rất mịn, mịn như sợi tóc luôn. Nó mỏng, nó dẹt như thế này, và dây đây là dòng dây cổ ha. Đó. Lúc xưa mà không có nót đót là máy này nè. Cái công nghệ sản xuất những cái sợi dây mảnh mỏng như thế này thì nó rất là đắt, rất là tốn kém. Đồng 99%, 99,99% một C. Dây này là một trong những dòng dây độc quý vị. Thì cái này 1 mét em tính là nó 300k quý vị. 4,6 m này thì giá em tính 1 triệu 3 thôi ha. 1 triệu 3 cho cái đòn này. Và cái này 6 mét thì là nó là 1 triệu 8 ha. Thì anh em nào sử dụng cái dây này thì cái dây này cực độc nha quý vị. Tiếng rất là hay, có gắn vô thử rồi. Tiếng rất là tuyệt vời luôn quý vị. Tiếng nó dày mà dây trên nó sáng, nó rõ, rất là tuyệt vời. Khác hẳn so với những cái dòng dây xịn. Đây em cũng có sử dụng mấy dây Nhật nữa, nhưng mà gắn vào nghe khác liền. Rồi, thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một số dây hàng đấu giá về. Đó, đợt này đấu về toàn là hàng dư dữ nha quý vị, chỉ có nhiều đây thôi. Hình như em còn một sợi monster 5 mét nữa gì đó quý vị, mà ngoài kia hồi nãy quên xách vô 5 mét, còn sợi 5 mét nữa. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin cảm ơn.